Trước đây Vani nghĩ việc bảo vệ trái đất, bảo vệ môi trường, xử lý rác thải đó là chuyện của các nhà khoa học, của những người làm chuyên môn. Còn mình chỉ cần làm tốt công việc hiện tại của mình là ổn rồi. Nhưng đến ngày hôm nay mọi người thấy không? Chưa bao giờ nắng nóng khủng khiếp như thế này. Và cuộc sống của mình nó có bị đảo lộn không? Có, rất nhiều. Tiền điện tăng nè. Và làm cái gì mình cũng phải né cái khung giờ 10 đến 3 giờ chiều. Vì đó là cái thời điểm tia cực tím nó có thể làm ung thư da của mình luôn. Đã đến lúc mỗi người hãy làm một cái gì đó để bảo vệ môi trường của mình. Nên yêu muốn rủ các bạn tham gia một thử thách với mình, đó là thử tập một ngày không xài đồ nhựa. Sáng nay thức dậy thì Vani đã đánh răng bằng một cái bàn chải đánh răng điện. Bàn chải này không xài pin. Nên đó cũng là một cách để mình góp phần bảo vệ môi trường rồi. Tại pin trong đó có rất nhiều chất độc, nó sẽ ngấm vào nguồn nước và nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Các bạn có thể xài bàn chải đánh răng tre thay cho bàn đánh răng, bàn chải đánh răng nhựa cũng được. Đây là viên muối tinh nè mọi người. Trong này nó có 50 viên. Có nghĩa là Vani lấy một cái chai thủy tinh, đây là cái chai mà mình mua giấm táo còn dư á, mình đổ vô đây 500ml nước, xong Vani lấy một viên muối Vani bỏ vô đây thì nó sẽ tương ứng với cái bình này, coi như là Vani tiết kiệm được 49 cái bình nhựa. Coi lại cái lượng rác mình đang thải ra thì mình thấy á, là mình cần phải tập bỏ đi việc xài nước suối đóng chai mỗi ngày. Khi đi ra đường thì Vani sẽ cố gắng mang theo một cái bình nước riêng của mình để mình hạn chế bớt việc phải mua những chai nước suối ở các cửa hàng tiện lợi. Và thải rác ra nhiều nhất trong sinh hoạt mỗi ngày của Vani chắc là ở trong cái bếp á. Nhưng mà mình đã quán triệt tư tưởng nên mình đã giảm được rất nhiều. Thứ nhất là mình đã không xài màng bọc. Vani đã xài qua cái màng sáp ong từ rất là lâu rồi, để mình bọc tất cả những thức ăn thừa hoặc là rau củ quả ở trong cái tủ lạnh của mình. Rửa chén bằng sơ mướp. Sơ mướp đánh cũng rất là rẻ luôn. Trong khi cái miếng mà rửa chén kia là cứ hàng tháng là phải bỏ. Trong bếp của mình á, thì cũng từ lâu Vani không xài đồ nhựa. Những cái thau á, thì Vani xài inox. Mọi người có tin không? Cái thau inox, cái rổ inox á, đã đi theo Vani 7 năm rồi. Lúc mình mua á, thì mắc giá của nó mắc gấp khoảng 20 lần cái rổ nhựa. Nhưng đến bây giờ nó đã đi theo Vani 7 năm rồi. Tụi mình hãy nghĩ tới sức khỏe của mình trước. Và bạn hãy xài những cái chất liệu nó tốt. Riêng với thủy tinh á, trời ơi, mình có thể tái sử dụng rất nhiều lần. Vani mua trong những cái chai mà bằng thủy tinh. Mua mật ong, Vani cũng ưu tiên mua những cái chai mà doanh nghiệp họ đóng trong chai thủy tinh. Giấm táo cũng như vậy luôn. Thậm chí là chai nước suối, Vani cũng ưu tiên mua những cái chai thủy tinh luôn. Và sau khi xài xong, Vani xúc, Vani rửa lại. Mình có thể là bỏ trà vô cho những cái người bạn khác của mình nè, hoặc là mình cắm bông, hoặc là mình đựng tiếp những cái loại gia vị khác. Vani tin rằng một hành động nhỏ thôi nhưng mà nhiều người cùng làm thì chắc chắn sẽ tạo ra những hiệu ứng rất là lớn. Nó không phải là phong trào, mà đó là một việc mình làm, việc mình thấy đó là việc cần thiết phải làm.